Xin mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Bóng Đá Mờ. Vâng thưa quý vị, câu lạc bộ Hà Nội thông báo trung vệ Đỗ Duy Mạnh đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Theo thông báo chính thức từ câu lạc bộ Hà Nội, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu thời gian dài. Trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào chiều 1 tháng 3, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương đáng tiếc vào phút thứ tư. Ngay sau đó, bộ phận y tế của câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội đã khẩn trương thăm khám và có những chuẩn đoán ban đầu là nghiêm trọng. Vào chiều hôm nay, bác sĩ Vũ Thành Luân đã đưa Duy Mạnh đi chụp MRI. Kết quả ban đầu xác định, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội sẽ tiến hành làm thủ tục sớm nhất để đưa Duy Mạnh ra nước ngoài phẫu thuật. Nhiều khả năng sẽ là Singapore. Đây là chấn thương đáng tiếc của Duy Mạnh ở ngày bắt đầu mùa bóng mới. Toàn thể đội bóng Hà Nội FC chúc Duy Mạnh sớm trở lại sân cỏ, thông báo trên trang chủ câu lạc bộ Hà Nội. Với chấn thương này, chắc chắn Duy Mạnh sẽ phải phẫu thuật. Anh cần ít nhất 9 tháng đến 1 năm để hồi phục hoàn toàn. Đây cũng là chấn thương tương tự như người đồng đội Đình Trọng khi từng nghỉ thi đấu từ tháng 6 năm 2019. Lúc này, Hà Nội chỉ còn hai trung vệ thực thụ là Thành Trung và Tiến Thành. Đình Trọng chưa hồi phục hoàn toàn nên cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Đáng lo hơn, đội tuyển Việt Nam sẽ mất một trụ cột ở hàng thủ khi trước đó Đình Trọng và Trọng Hoàng không thể tham dự trận đấu với Malaysia vào cuối tháng 3 này. Những tin tức xấu liên tục ập đến và đây sẽ là bài toán khó mà ông Park cần giải quyết ngay lúc này. Đội hình chính của lứa năm ấy gồm 11 cái tên: Bùi Tiến Dũng, thủ môn, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức, Quang Hải và Công Phượng. Đến một nửa đội hình này đã bị chấn thương đứt dây chằng tàn phá. Đầu tiên là Văn Thanh khi anh chấn thương trong một trận đấu ở giai đoạn cuối V-League 2018. Thời điểm đó, Văn Thanh đã cày ải trong khoảng thời gian kéo dài đến 2 năm trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai lẫn các cấp độ đội tuyển quốc gia. Cái tên tiếp theo là Đình Trọng. Cầu thủ này không phải cày ải nhiều như Văn Thanh nhưng lại mẫn cảm với chấn thương. Và pha tiếp đất sai tư thế ở trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội trên sân Pleiku đã lấy đi 6 tháng chơi bóng của cầu thủ này. Ngay sau Đình Trọng, đến lượt Văn Đức đứt dây chằng trong một buổi tập của Sông Lam Nghệ An. Theo lời Văn Đức kể thì anh dính chấn thương trong một tình huống rất đỗi bình thường và cầu thủ này cũng mới trở lại tập cùng đội nhà trong thời gian gần đây. Đến tháng 10 trong đợt chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, Xuân Trường cũng đứt gối phải và dự kiến đến tháng 6 năm nay mới có thể trở lại hoàn toàn. Và cuối cùng là Duy Mạnh, người cũng đã cày ải không ngừng nghỉ trong suốt 2 năm qua. Đứt dây chằng là loại chấn thương dị biệt khi không chừa bất cứ ai. Chỉ cần một động tác sai tư thế thì dây chằng đầu gối có thể tổn thương bất cứ khi nào. Một nguyên nhân nữa đến từ việc vận động quá sức, thể lực bị bào mòn trong thời gian dài cũng khiến dây chằng không đủ khỏe để hỗ trợ quá trình vận động mạnh. Rất nhiều tuyển thủ U23 châu Á 2018 vì lý do này mà gặp chấn thương đứt dây chằng. Hậu quả đang hiện hiện trước mắt, trước tiên là trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup, khi ông Park không có Duy Mạnh, Đình Trọng và Trọng Hoàng. Vâng thưa quý vị, cựu danh thủ Trần Công Minh mong muốn huấn luyện viên Park Hang-seo hãy cho Văn Quyết cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ở trận tranh siêu cúp quốc gia 2020, Hà Nội FC đã thi đấu bản lĩnh để giành chiến thắng 2-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh ngay tại sân vận động Thống Nhất. Pape Oma và Hùng Dũng là những người mang về bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, không kể đến công lao của Văn Quyết sẽ là thiếu sót rất lớn. Nhiều chuyên gia đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong đó, cựu danh thủ Trần Công Minh cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo nên gọi Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam. Cựu danh thủ Trần Công Minh chia sẻ: "Nhìn lại trận siêu cúp, tôi cho rằng cánh cửa của đội tuyển có thể mở ra, chí ít với Văn Quyết. Đồng đội của Duy Mạnh, bình tĩnh suy xét, Hà Nội bước vào trận đấu khởi đầu mùa giải với rất nhiều bất lợi. Nếu là một đội bóng yếu thế khác, có lẽ Hà Nội đã vỡ trận rồi. Nhưng không, Hà Nội vẫn chứng tỏ đẳng cấp và chất lượng vượt trội của mình. Trong đội hình có chiều sâu ấy, đồng điệu ấy, rất hiểu ý nhau ấy, đội trưởng Văn Quyết đã ít nhiều để lại dấu ấn. Không phải bằng bàn thắng mà bằng một số pha kiến tạo, trong đó có đường truyền cực đẹp cho Hùng Dũng, dẫn đến bàn san bằng tỷ số. Anh chơi khôn ngoan, sắc sảo.
Thế nên, hãy cho Quyết một lần nữa cơ hội lên tuyển. Ngoài Văn Quyết, cựu danh thủ Trần Công Bình cho rằng vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nên trao cơ hội cho một số các tên đang có phong độ cao tại thành phố Hồ Chí Minh như Trần Phi Sơn hay Ngô Hoàng Thịnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam sau khi vòng 3 V-League 2020 kết thúc. Tất cả các cầu thủ được gọi sẽ hội quân tại Bình Dương vào ngày 21 tháng 3. Trước khi lên đường sang Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ có dịp thử nghiệm đội hình ở trận đấu giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan tại sân vận động Gò Đậu vào ngày 26 tháng 3. Vâng, thưa quý vị, thủ môn Đặng Văn Lâm phải ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp tại Thái League 2020. Điều này rõ ràng là một mối lo lắng rất lớn bởi vòng loại World Cup 2022 đã cận kề. Chia sẻ về quyết định để Đặng Văn Lâm dự bị, huấn luyện viên trưởng Muathong United, ông Alexander Gama nói: "Sompon đã chơi tốt trong trận gặp Rayong. Tôi tiếp tục để anh ấy bắt chính trận này và Sompon đã không làm mọi người phải thất vọng với những pha cứu thua xuất sắc. Sompon đã giúp đội bóng có được kết quả tốt. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi đã không thấy một pha cứu thua hay như vậy trong suốt một thời gian dài. Hiện tại, mùa thông có hai thủ môn tốt là Văn Lâm và Sompon. Cả hai cạnh tranh để có một suất bắt chính. Đó là động lực để cả hai thủ môn cùng tiến bộ hơn." Ở cả hai trận đấu mà Đặng Văn Lâm không ra sân, Muathong United đều giành chiến thắng. Điều đáng nói hơn, họ giữ sạch lưới và đánh bại Rayong với tỷ số 3-0, hay mới nhất là Chonburi với tỷ số 1-0. Trước đó, khi Đặng Văn Lâm được bắt chính, Muathong United thua cả ở hai trận đấu và thủng lưới tới 4 bàn thắng. Thủ môn sinh năm 1993 vẫn được đánh giá rất cao ở khả năng phản xạ, nhưng dường như anh chưa thể làm tốt nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ nếu so với Sompon, một thủ môn người Thái và có nhiều lợi thế khi giao tiếp với đồng đội. Ở mùa giải trước, Đặng Văn Lâm được tin tưởng bắt chính ở cả 30 trận đấu của Muathong United. Trong khi đó, Thái League 2020 mới chỉ qua 4 vòng và Văn Lâm đã có 2 trận dự bị. Đây là tín hiệu không mấy lạc quan với thủ môn Việt Nam nếu như Sompon vẫn giữ sạch lưới còn Muathong tiếp tục chiến thắng. Vâng, thưa quý vị, mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chấp thuận đề nghị đổi sân thi đấu trận Thành phố Hồ Chí Minh và Lào Toyota ở AFC Cup. Ngày 10 tháng 3 tới, theo dự kiến sẽ diễn ra trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Lào Toyota trên sân vận động Thống Nhất. Tuy nhiên, đại diện của Lào đã gửi văn bản đề nghị rời trận đấu này sang sân nhà của họ, với lý do nếu tổ chức trận lượt về giữa hai đội tại Lào sẽ gặp khó khi đúng dịp Tết Bun Pi Mây. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chưa thể đá trận sân nhà nào ở AFC Cup 2020. Trận đấu đầu tiên với Yangon United bị đổi sân do lo ngại dịch Covid-19. Đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm đứng đầu bảng F khi giành một chiến thắng và một trận hòa. Trong thành tích này của Thành phố Hồ Chí Minh, bộ ba Cung Phượng, Phi Sơn, Amiro Bade đang chơi thăng hoa khi là những nhân tố đóng góp bàn thắng cho đội nhà. Đối thủ Lào Toyota bị đánh giá yếu nhất bảng và đây là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm. Sau đó, đội bóng Sai Thành sẽ có 3 trận chơi trên sân nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae-seong đặt quyết tâm rất lớn ở AFC Cup năm nay khi tuyển mộ lực lượng toàn sao. Ở trận tranh siêu cúp quốc gia vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh thất thủ 1-2 trước Hà Nội. Vào ngày 6 tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chơi trận ra quân gặp Quảng Nam ở sân khách.